Hello anh em đã quay trở lại với cả Real Realtek Thì uh, ban đầu đây sẽ là video đánh giá em Cooler Master GM32FQ này uh, Cooler Master họ gửi cho mình em uh, GM32FQ để test xem là màn hình này có ngon không này rồi các thứ các thứ Nhưng mà anh em biết sao không? Anh em nhìn đoạn tin nhắn ở trên màn hình là anh em có thể thấy ngay À, bây giờ thì thay vì nó là cái màn hình Cooler Master gửi mình test thì nó bây giờ là màn hình của mình rồi anh em Bởi vì nó có quá nhiều thứ ngon anh em Mà nó còn chưa kể đấy chính là nó rất hợp gu với cả mình nữa Thành ra là mình quất nó luôn rồi anh em ạ Bây giờ nó là cái màn hình của mình Và video này sẽ là video đánh giá em Cooler Master GM32 FQ của mình nha anh em Ok, mình đã quay trở lại rồi đấy anh em Đối với cả màn hình gaming của Cooler Master ấy, Thì trước đây chắc chắn anh em sẽ biết một con rất là nổi tiếng Đấy chính là con GM34 đúng không Con màn hình Cooler Master 34 anh Gaming cong rồi là 3K các thứ các thứ Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không đến với con GM34 Mà đây sẽ là con GM32 Một trong những con mà kiểu Nó rất hợp gu với cả mình anh em Chúng ta ở đây sẽ có một em màn hình 32 inch Ok, 32 inch Cái này là sẽ bắt đầu tùy người có mới thích cái này Nhưng mà chắc mình là mình rất thích cái màn hình 32 inch Nó là 2K Ok, độ phân giải cao, nó là 165 hẹc Wow, 2K 165 hẹc nha anh em kiểu nó vừa nét mà nó kiểu tần số quét nó vừa cao ấy, rồi nó còn là tấm nền IPS và IPS này là IPS 10 bit màu. Oai, quá đã anh em. Một cái màn hình vừa có thể chơi game được, vừa có thể làm việc được, vừa có không gian hiển thị rất rộng rồi. Oai. Nói chung là nghe về thông số kỹ thuật của em này là nó rất là chim ưng anh em Một cái màn hình 32 inch, 165 hẹp và 2K thì chắc chắn cái trải nghiệm chơi game mà kiểu như là anh em chơi game triple A các thứ Nó phải gọi là nó trên cả tuyệt vời anh em Cái trải nghiệm nếu mà anh em đang tưởng tượng một cái trải nghiệm chơi game nào nó là đã nhất thì Đây 2K 10 bit màu, màu sắc đẹp, 165 hẹp IPS Uh, thời gian phản hồi 1 mili giây và nó hỗ trợ full công nghệ cho anh em luôn uh, thực ra là g sync real thì nó không có nhưng mà nó có có uh, của amd là free sync premium này rồi nó có cả adaptive sync này nó có g sync compatible này đó thì nó cũng khá khá đồ chơi cho anh em rồi đúng không mà trong tầm giá của nó là vào khoảng từ 10 triệu, 11 triệu gì đấy Vào khoảng 11 triệu Thì thực sự là nó quá ngon anh em Trải nghiệm chơi game của nó là quá đã Hay là thậm chí anh em không chơi game AAA Mà anh em chơi những tựa game Ví dụ như là game eSports thì nó vẫn rất là mượt thực ra là đối với anh em chơi game esports ở trên màn hình ở trên các màn hình này ấy, thì mình nghĩ đấy chính là nó cũng không phải là một sự lựa chọn nó quá là hợp lý bởi vì sao bởi vì kích thước nó quá to kích thước để chơi game esports phù hợp nhất sẽ là vào khoảng là từ 24 cho đến 27 inch bởi vì anh em sẽ có độ focus nhất định nhưng mà với những cái màn hình có kích thước rất lớn như này á nó sẽ phù hợp để anh em chơi những tựa game anh em muốn đắm mình vào không gian game anh em muốn trải nghiệm thì như kiểu mình đang quay ở trên này anh em thấy đấy chính là khi mà chúng ta chơi Cyberpunk 2017 á thì nó Về... anh em nhìn những cái mảng sáng những cái mảng tối à mà cái độ sáng em màn hình này rất là cao nhá thành ra là anh em chơi những cái cái kiểu như là ray tracing các thứ á nó đã siêu đã luôn này, anh em ạ đó nhưng mà cái lý do để mình chọn em màn hình này em g 32 này không phải là vì nó chơi game tốt mình chỉ muốn ở đây đấy chính là nó có đủ khả năng chơi game cho mình nhưng mà những cái khác nó cũng làm rất tốt anh em đấy mình những cái mà càng ngon mình sẽ càng để về sau anh em ạ à. đấy sau đó thì mình vác con spider x elite ra để mình đo đấy chính là thông số của cái màn hình này nó như thế nào á thì anh em biết sao không nó phủ 100% sRGB bình thường phủ 100% sRGB nó sẽ rất là bình thường bởi vì rất rất nhiều màn hình có thể phủ được 100% sRGB nhưng mà nó phủ đến 90% mây RGB anh em cao chưa cao chưa cao chưa? chưa đấy có nhiều cái hình đồ họa nó còn chưa phủ được đến cái mức đấy anh em 90% mươi phần trăm adop rgb có nghĩa là nó sẽ phục vụ cho mình khả năng làm việc nó rất đã anh em ạ đó mà anh em biết rồi đúng không mình kiểu edit video cái thứ rất là nhiều làm ảnh cái thứ rất là nhiều thì có 90% phần trăm rgb là một cái gì đấy tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em đó, rồi độ sáng của nó là gần 400 trăm nít thành ra là mình có thể xài hdr 400 Đấy. Rồi nó còn có contrast rất cao nhá Bình thường những cái màn hình ảnh IPS bình thường á Contrast được khoảng từ 800 đến 1 ngàn Là rất là ngon rồi đúng không Contrast con này trên 1 ngàn Yeah Trên 1 ngàn Đó. Contrast ở trên một cái tấm nền IPS Rồi nó còn có Delta E dưới 2 Thành ra là mình cũng gần như là không cần phải cân chỉnh lại Đó Làm việc ổn Chơi game ổn 32 inch là mình sẽ có không gian để hiển thị rất rất nhiều thứ ở trên ở trên một cái màn hình như thế này mình có thể làm đa nhiệm các thứ rất là sướng mà chưa kể mình xài mát nữa cơ mát mà cắm vào màn hình 32 inch là mình có thể hiển thị được rất rất nhiều thứ luôn anh em thấy đã chưa gaming ổn này làm việc ổn này đấy giải trí nó cũng ổn này thì thêm một cái gì nữa mà nó cũng ổn ở đây đấy chính là cổng kết nối anh em. Nếu mà anh em chỉ nhìn sơ qua anh em sẽ thấy là nó có ờ ừ, nó cũng bình thường mà, nó cũng giống như là những cái màn hình khác thôi. Màn hình trên 10 triệu mà cổng kết nối như này thì nó cũng bình thường. Nhưng không. Đấy, nó có một cổng DisplayPort, hai cổng HDMI, một cổng C rồi là một cổng kiểu audio out rồi nó sẽ có thêm một cổng USB Type B để kiểu uh, upstream rồi là nó có hai cổng USB A để anh em có thể cắm chuột, bàn phím và receiver các thứ. Nhưng mà anh em biết sao không? lúc mà mình hỏi hãng thì hãng họ bảo mình đấy chính là cổng USB C này á nó là cổng USB C để truyền dữ liệu thôi nhưng mà sau đó mình thử chơi hạt co hơn đấy chính là mình lấy con MacBook của mình mình cắm vào cổng C đấy thì anh em biết sao không nó xuất được hình và nó sạc luôn được cho cả con MacBook của mình Ê, ảo mà ảo mà ảo mà đấy có nghĩa là thông số của nhà máy á là cái cổng C này nó chỉ mang tính chất là truyền dữ liệu mà thôi nhưng trên thực tế anh em đang lời một tính năng so với cả thông số của nhà máy Đấy chính là cái cổng C ở trên con màn hình này Hoàn toàn có thể xuất hình được Nếu anh em đang xài những con laptop mà kiểu như là cổng C có thể xuất hình á Rồi cổng C này có thể sạc được à, Thực ra là cái công suất sạc nó cũng không lớn lắm đâu Nó có 15W thôi à Thành ra là nó sẽ duy trì được mức điện năng cho anh em Nếu anh em đang xài con Ultrabook Còn mấy anh em mà xài kiểu cổng C để xuất vào laptop gaming mình Thì chắc chắn là nó sẽ tụt pin Đấy. Nhưng mà mình xài MacBook M1 mình xài Macbook M1 Thành ra là mình cắm vào đây Thậm chí là mình đang làm Photoshop Mình xuất video ở trên Premiere À mình test luôn cho anh em Đấy chính là mình test xuất một cái video Mất hơn 10 phút Và nó không tụt 1% nào khi mình cắm vào cổng C Ở trên con Macbook M1 của mình không tụt 1% pin nào Đấy, thành ra là anh em nào mà đang xài kiểu Macbook M1 Mà sau này có M2 các thứ á Mà anh em muốn mua con màn này về kiểu vừa giải trí Vừa kiểu làm việc các thứ á nó đã anh em, đấy, cắm cổng si vào không cần phải cắm sạc luôn, một cổng kết nối duy nhất vừa sạc vừa xuất hình Đang lời thông số anh em ạ, à. đấy, rồi uh, nãy giờ mình đang tập trung quá nhiều về mặt hiển thị đúng không Thì về mặt bên ngoài thì anh em cũng có thể thấy ngay, đấy chính là nó có một cái thiết kế đậm chất Cooler Master <laughs> nó thiết kế nó gọi là đậm chất Cooler Master bởi vì sao, phần chân đế này, từ con GM34, GM27 cho đến GM32 nó vẫn là một cái kiểu chân đế như thế này Thực ra đối với cá nhân mình thì mình không thích cái kiểu chân đế như thế này đâu Bởi vì nhìn à, nó hơi khó để đề co Ừ hơi khó để co Thành ra là lúc mà mình dùng con màn hình này á Là mình đã tháo luôn cái phần chân này ra Và mình đi am thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều Và đương nhiên là đằng sau chúng ta vẫn sẽ có vết sao Để anh em có thể đi am và mọi thứ nó sẽ nhìn gọn gàng và nó đẹp đẽ hơn à, và cái chân này nó cũng đương nhiên là nó vẫn sẽ hỗ trợ full tính năng cho anh em, ừ, cái chân đế nhưng mà hỗ trợ full tính năng, Đấy chính là nó vẫn có thể xoay ngang được này. Đấy, nó có thể gật đầu được này và nó cũng nâng hạ được độ cao này. Đấy, mặc dù là màn hình 32 inch thì uh, việc anh em nâng hạ nó sẽ hơi khó bởi vì nó rất là nặng và cũng như là nó sẽ không thể nào mà lật dọc được đâu bởi vì nó màn hình 32 inch ai đi lật dọc đúng không? Đấy, thì anh em thấy sao? Cooler Master GM32 nó đá gì đâu không anh em ừ, dùng sướng mãi không phải tự nhiên mà đầu tiên là mình chỉ test và sau đó là mình mua luôn đâu anh em với một cái màn hình mà kiểu 2k 165 trăm sáu việc trong quá trình anh em làm việc thì anh em kiểu đọc text rồi là anh em lướt lướt scroll kiểu facebook rồi là youtube các thứ trên màn hình á nó cũng mượt chứ không phải là chỉ nó chỉ support mỗi chơi game thôi đâu anh em như kiểu là anh em xài điện thoại 120 trăm hay là anh em xài laptop màn hình 120 trăm anh em sẽ cảm thấy đấy chính là nó không chỉ chơi game mà nó vẫn mượt xài hàng ngày nó cũng mượt nó nó, nó đã đấy thành ra là nó là của mình rồi <laughs> sướng quá đấy thì ok ý kiến anh em như nào về con màn hình như thế này đấy anh em có quyết định, có quyết định xuống tiền giống như mình không bởi vì nó ngon quá anh em ạ đấy thì anh em hãy comment ý kiến phía bên dưới nhé đừng quên like share và subscribe để ủng hộ Real Tech và sẽ lại xin chào hẹn gặp lại anh em nhé